Xôn xao tin nhắn Hồ Văn Cường mong cô phường Hằng Thắng. Nhiều người cho rằng đây là phần trò chuyện đã bị cắt đi khi IT Nhâm Hoàng Khang tung loạt tin nhắn tố xấu phi nhung của Hồ Văn Cường vào 4 tháng trước. Tiếp nối diễn biến ồn ào các c- của Hồ Văn Cường, mới nhất, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh được cho là tin nhắn của nam ca sĩ với nội dung: "Hy vọng cô hát thắng." Đoạn tin nhắn đang được lan truyền trên mạng Cô hát được nhắc đến ở đây có vẻ như là nữ streamer kiêm CEO nghìn tỷ đang được quan tâm thời gian gần đây. Được biết, từ sau khi Phi Nhung qua đời, người này vẫn thường xuyên đòi tiền dùm Hồ Văn Cường. Đến người trong ekip của Phi Nhung cũng từng trách móc nam ca sĩ vì sao lại giữ im lặng khi cô hát liên tục nhắc tên mẹ nuôi trong vấn đề tiền nong nhạy cảm và chất vấn rằng liệu Hồ Văn Cường có nhận được lợi ích nào từ người này hay không. Lớn hơn lớn hơn sau khi trách Hồ Văn Cường vì im lặng, người trong ekip Phi Nhung tiếp tục khẳng định thương lầm. Hồ Văn Cường giữ im lặng khi Trang Trần gặng hỏi có ủy quyền, nhờ và hai trông cậy nữ CEO kia đòi tiền dùng hay không. Nhiều người cho rằng đây là đoạn tin nhắn bị giấu đi khỏi chuỗi tin nhắn tố xấu Phi Nhung do IT Nhâm Hoàng Khang từng tung vào 4 tháng trước. Thời điểm đó, chuỗi tin nhắn này đã thổi bùng lên nghi vấn Phi Nhung chèn ép, bóc lột và quỳ cắt xê của con trai nuôi. Những tin nhắn Hồ Văn Cường nói mình mệt mỏi khi ở cùng ekip Phi Nhung và muốn ra đi trong hòa bình. Sau đó, Hồ Văn Cường lên tiếng thừa nhận tin nhắn tố xấu mẹ nuôi là sự thật. Giọng ca 10X cho biết đã có lời lẽ không hay về mẹ nuôi và ekip trong một lần nóng giận. Hồ Văn Cường cũng công khai xin lỗi Phi Nhung vì sự việc này và hy vọng mọi tin đồn có thể dừng lại. Quay trở lại tin nhắn trên, nhiều ý kiến cho rằng vì IT Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt nên còn quá sớm để kết luận tin nhắn là thật hay giả mạo. Hơn hết, việc tin nhắn bị tung vào thời điểm này cũng rất có thể là một chiêu trò lợi dụng drama câu view. Vì vậy, người hâm mộ vẫn nên chờ đợi thêm thông tin từ người trong cuộc về đoạn tin nhắn gây xôn xao nói trên các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé